Thư của Phaolô gửi cho người Philip. Chương 1. Phaolô và Timôthê, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chấp sự. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng, Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm. Vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà chiếu mến anh em. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành. Đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời, chẳng sợ hãi gì. Thật, có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập lên để binh vực đạo tin lành. Còn những người kia, vì ý phe đảng xui dục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Xong có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc lầm bộ hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy vì đó tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa, vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ giúp đỡ thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này. Việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề. Muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ, hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em. Không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Chương 2. Vậy, nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường,
coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tỳ, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dân đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Và tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền. Vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thế nào, tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Vả, người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu, càng thêm buồn rầu. Vậy, tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa và tôn kính những người như vậy. Bởi, ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi. Thư Philip chương 3. Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả, vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8, về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được.
Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã có sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ấy không phải tôi đã vực giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu. Nhưng tôi đương chạy hầu cho vực được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jesus Christ vực lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vực giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó. Và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy. Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Chương 4. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng lưu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy. Nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Coleman và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nếp như mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời có sự bình an sẽ ở cùng anh em. Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedon, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả.
vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết và đương dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphrodit mà anh em gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, đời đời vô cùng. Amen. Hãy chào hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ. Các anh em ở cùng tôi chào anh em. Hết thảy các thánh đồ chào anh em, nhất là về người nhà Sê-sa. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong lòng anh em.